Dạ vâng, em xin chào chị Lan. Thì hãy theo yêu cầu, chị có điện thoại đặt hàng bên em là 10 cây bông trang đủ màu. Là thứ nhất là 4 cây bông trang màu trắng, một cốt ạ. Thứ hai là 2 cây bông trang lá hẹ, một cốt. Và 2 cây bông trang màu vàng nghệ. 2 cây bông trang vàng nghệ, một cốt ạ. 1 cây bông trang lá xoắn màu vàng, một cốt. Và 1 cây bông trang lá xoắn màu cam. Tất cả đều là một cốt ạ.